Tập 16. Trẫm biết đám người ngoài kia nói trẫm như thế nào. Hoàng đế chạy trốn, giặc kim đánh vào, hoàng đế bỏ trốn. Cho nên trẫm mới tới kiến khang này. Nhưng sau khi rút về Lâm An, lui tiếp là ra ngoài biển rồi. Hoàng thượng, người uống sai rồi. Trẫm không hề sai. Trẫm không sai. Người bên ngoài nói trẫm vô dụng, ngu xuẩn, mặt dày vô sĩ. Nhưng mà trẫm đâu phải không muốn làm một hoàng đế tốt, cứu giang sơn sụp đổ, cứu dân chúng ra khỏi biển lửa. Nhưng mà bọn giặc kim đó dùng thiết phù đồ liên tục tấn công vào đại tống trẫm. Trẫm cũng hết cách rồi, nên mới trốn tới giang nam này đó. Hoàng thượng, người thực sự uống sai rồi. Trẫm không sai, không sai. Trẫm thật sự không sai. Trẫm tỉnh táo nhớ được là vào lúc trẫm đăng cơ, từng lập lời thề phải giống như Thái Tông Hoàng đế vậy, nói chuyện say sưa vì thế nhân, để con dân Đại Tống từng bước nhìn thấy cảnh tượng quốc thái dân an phát triển một cách thịnh vượng và tươi tốt. Nhưng mà thế sự triêu ngươi, rốt cuộc trẫm phải làm sao? Trẫm phải làm sao mới có thể thành một hoàng đế tốt đi? Trẫm Trẫm từng muốn cứu con dân Đại Tống thoát khỏi biển lửa, nhưng mà cuối cùng lại mượn rượu giải sầu, từ đó say khướt mãi không tỉnh. Hoàng thượng, người bị sao vậy? Cái chết của nàng không liên quan ta. Nàng đừng trở về tìm ta. Hoàng thượng à. Đừng. Hoàng thượng, không phải trẫm muốn hại nàng đâu. Nàng đừng có về tìm trẫm mà. Hoàng thượng, người làm sao đừng vậy mà. Hoàng thượng, người đừng như vậy mà. Hoàng thượng à. Đi mau đi. Nàng đi đi. Đi mau đi. Nè, ăn đi, ăn chút đi. Mẹ ơi, con đói bụng. Nước nè. Ăn được không đói, ngoan. Nghe lời nha con.
nếu không ăn tan luôn đó. Ê nè, ngươi tưởng mình là hảo hán tốt bụng hả? Ngươi là một tên cường đạo, mày đặt làm từ thiện nữa. Nhưng mà người ta tội nghiệp quá. Tội nghiệp? Ai tội nghiệp chúng ta đây? Lão đại cũng chết rồi, chúng ta không nơi nương tựa, vậy mới là tội nghiệp đó. Đúng vậy đó. Bây giờ chúng ta làm sao đi? Đi tìm Tứ Thái Tử đòi công lãnh lương về. Đúng. Không thể được. Ngươi coi đại ca đi theo Tứ Thái Tử được hưởng lợi lộc gì chứ, cuối cùng mất cả mạng của mình. Theo ta thấy, chúng ta ai về nhà nấy tìm mẫu thân của mình thì hơn. Vậy hai người này tính sao đây hả? Giết đi, tránh chuốc lấy phiền phức. Đúng, giết đi. Đừng sợ, chúng ta mất thời gian nữa ngày trời, sao cùng lại đem giết đi? Không phải làm ăn lỗ vốn rồi sao? Vậy người nói phải làm sao? Đúng đó, người nói làm sao đây? Rồi làm sao? Thả họ đi cho rồi, đừng có đụng vô Nhạc Phi. Thả họ đi hả? Thả họ đi hả? Không thả được. Thả đi sao? Sao thả được? Nghĩ Nhạc Phi sẽ tha cho chúng ta hay sao? Thì đó. Thì sao đó? Theo ta thấy, sảng khoái một chút, đã làm thì làm cho trót, giải quyết gọn lẹ luôn cho rồi. Làm vậy không được đâu. Ê. Muốn chạy rồi. Đứng lại. Đừng sợ nha. Làm phiền thông báo một tiếng, Nhạc Phi cầu kiến. Đỗ Soái ra ngoài rồi, mời về cho. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với Đỗ Soái. Nè, Đỗ Soái thật sự ra ngoài rồi. Được, ta sẽ đứng ở đây đợi ngài ấy trở về. Ê, hả? Ta nói ngươi biết, ngươi lập tức đi nói với Đỗ Soái, bảo ngài ấy trễ một chút hãy về. Được, nghe rõ chưa? Rồi, đi mau. Tôi biết rồi. Mỹ nhân à. Đây. Uống. Đỗ Soái, Đỗ Soái. Uống thêm một ly nữa. Nhạc Phi ở trước cửa thủ lưu phủ, không chịu rời khỏi. Hắn tới đây làm gì? Nào, uống đi. Nhìn dáng vẻ, e là tới vì chuyện chặn ở Hoàng Hà. Hắn làm gì được ta đây? Mặc kệ hắn. Cứ kẹn đi, nè. Ê, đừng có chạy, qua đây, đừng có chạy chứ. Ê, đừng có chạy, ôm cái coi. Nào, ê, chúng ta lên giường thôi ha. Thank you.
Đổ xoáy. Đổ xoáy. À, dậy, dậy đi, dậy, dậy mơ. À, tên Nhạc Phi đó đứng trước cổng đợi suốt cả đêm rồi. Không kịp, tên ôn thần này vừa tới, đầu của ta liền bắt đầu đau rồi. Theo tôi thấy, nếu hôm nay ngài không gặp hắn một lần, chắc chắn hắn sẽ không đi đâu. Mới sang ra đã mất hết hứng thú rồi. Được, kêu hắn tới đại sảnh chờ đi. Ờ, dạ. Bây giờ thành nơi gì vậy? Không ra thể thống gì. Đại ca, không thể tiếp tục đợi nữa. Đại ca, chúng ta đã đợi một ngày một đêm rồi, không phải nghĩ cách gì chứ? Ê, còn nghĩ cách gì nữa? Theo ta thấy, xông thẳng vào cho rồi. Ê, đi. Ngô Ba, vậy không được. Hắn không gặp chúng ta, vậy hắn chột dạ. Nếu chúng ta xông thẳng vào đó, vậy đúng lúc cho chúng đường lui rồi. Đổ xoáy cho mời Nhạc tướng quân. Nè, đổ xoáy chỉ cho một mình Nhạc tướng quân vào thôi. Cái gì? Nói vậy tức là xem thường lão ngu này hả? Lúc trước tân xoáy còn ở đây, cánh cửa này luôn mở rộng đón chào tướng sĩ tam quân và bá tánh. Đổi qua đổ lưu thủ thì khác rồi hả? Không phải. Ngô Bá, các đệ cứ ở ngoài này đợi ta, ta vào một chút rồi ra. Mời. Nếu không có người cứu Nhạc Phi thì đầu của Nhạc Phi sớm đã lìa khỏi cổ rồi. Các cậu đừng tưởng mình thông minh hiểu phải trái đúng sai. Các cậu nhớ kỹ, trong triều đình chuyện trắng đen vẫn có thể đổi trắng thay đen. Nhạc Phi, ngươi tự ý rời vị trí, đáng tội gì hả? Lăng Yên Các đã hoàn thành nhiều ngày rồi. Trước đó Nhạc Phi đã viết thư gửi Đỗ Soái, nhưng mà đợi hoài không thấy hồi âm, nên mới đích thân đi tới đây. Vậy thì ngươi tới đây là vì chuyện gì hả? Mạc tướng nghe nói Đỗ Soái quyết định phá vỡ đê Hoàng Hà để nhấn chìm thiết phù đồ của quân Kim. Không biết là chuyện này có thật hay không. Ta nhận hậu ái của hoàng thượng, vội vàng thay chức của tông soái, tất cả mọi việc đều phải giải quyết cho ổn thỏa. Sao hả? Bây giờ ta phải báo cáo lại với Nhạc Phi ngươi hay sao? Mạc tướng không dám. Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, hơn nữa đây là thời kỳ quân hưng, ngươi không biết tôn ti, không hiểu lễ nghĩa, sao mà dẫn dắt quân lính, sao mà chống địch đây? Hôm nay Nhạc Phi tuân theo lễ nghi,
e là ngày khác quân địch không theo lễ nghĩa mà phá cửa xông vào. Ngươi... thứ lỗi Mạc tướng nói thẳng, từ khi Đỗ Soái nhậm chức tới nay, suốt ngày tiệc tùng, hiếm khi nào chịu gặp tướng sĩ, càng không đoái hoài tới binh sự. Bây giờ lại muốn đập đê Hoàng Hà, các tướng sĩ đều đang để tâm tới mấy chuyện này. Ngày nhấn chìm người nhà của họ, ép họ rời xa thê tử con cái, ngày sau bước lên chiến trường, ngày làm sao khiến các tướng sĩ theo ngày xông pha chiến đấu, bảo vệ nước nhà đi. Đây là quân cơ của ta, cần gì phải cho người biết hả? Nhạc Phi là một phó tướng, chết không hối tiếc. Còn Đỗ Soái khắc nghiệt bạc tình, các tướng sĩ nội bộ lục đục không đoàn kết. Nếu ngài thực sự phá vỡ đê Hoàng Hà, ngàn vạn bá tánh bên bờ phía bắc của Hoàng Hà sẽ bị nhấn chìm trong biển cát, nhà tan cửa nát. Tới lúc đó, ai còn vì ngài bản thân liều mạng chứ? Xin Đỗ Soái suy nghĩ cho kỹ lại đi. Đừng qua đây tốn hơi sức nữa, có nói gì với ta cũng vô ích thôi. Chiếu thư mà tới, cho dù ngươi và 3.000 binh lính của ngươi chặn trước miệng pháo, Hoàng Hà này ta vẫn sẽ cho nổ. Đỗ Soái, hôm nay ta tới đây không phải để cầu xin ngài, hôm nay ta tới đây để giúp ngài. Nếu ngài thật sự phá vỡ đê Hoàng Hà, kẻ hại nước hại dân là ngài, trên người gánh danh tiếng xấu ngàn đời, bị người trong thiên hạ khinh bỉ chính là ngài. Kẻ mà người trong thiên hạ ai cũng muốn giết vẫn là ngài. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Xin Đỗ Soái cho phép ta dẫn binh lính ứng chiến Kim Ngột Thuật. Đó là 10 vạn thiết phụ đồ, ngươi có biết không? Mạc tướng cam nguyện quyết chiến một phen, liều chết quyết chiến, vẫn tốt hơn Hoàng Hà đập đê để nước lũ dâng cao. Được, nếu như ngươi đánh lui được thiết phụ đồ thì sẽ không phá đê Hoàng Hà. Quân tử nhất ngôn. Đa tạ Đỗ Soái. Chuyện đập đê Hoàng Hà, gần đây ta mới nghe ngóng được. Một chuyện quan đường như vậy, thực sự khiến cho các huynh đệ tỉ muội trung nghĩa của chúng ta cảm thấy căm phẫn vô cùng. Phía bắc Hoàng Hà là quê hương sinh mạng của Trung Nghĩa xã. Có biết bao dân trung xã, có biết bao hương thân phụ lão, có bao nhiêu người không nỡ xa, không nỡ bỏ lại. Trong trận chiến khói lửa ngập trời này, trong sóng đục thời thế hỗn loạn, mất đi nhà cửa, mất cả mạng sống. Tâm trạng của Lương Tiểu Ca, Nhạc Phi hiểu rõ, cảm nhận sâu sắc. Nhân lúc Tông Soái còn sống, tiên quân lưu thủ Biện Kinh, trải qua nhiều chiến trận, quyết chiến với kẻ địch, quả thực một nhóm binh mạnh. Tiếc là khi tới Đỗ Sung nhậm chức cai quản, thì quân để chúng ta tuy có ý chí cứu nước, nhưng lại không có cách nào thực hiện. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ vượt qua bức tường đó, lẻn vào cửa sổ hắn, rồi đâm hắn một nhát dao, coi hắn còn dám ăn hiếp nhà đại ca nữa không. Nói rất hay. Tố Tố cô nương và Lương Tiểu Ca hiệp can nghĩa đảm, lòng hướng về triều đình, tại hạ thật không phục vô cùng. Trước mắt Đỗ Soái đã đồng ý với ta, chỉ cần chúng ta đánh lùi thiết phụ đồ thì ông ta rút lại lệnh phá đê Hoàng Hà. Đại ca, để cảm thấy Đỗ lão đầu này đúng là có ý đồ xấu đó. Đúng vậy đại ca, chúng ta lãnh giáo qua sự lợi hại của thiết phù đồ rồi, chúng đúng là khó đối phó quá. Ông ta vậy là đang làm khó huynh rồi. Đúng là khốn kiếp, ta còn tưởng hậu Đỗ đó thật sự được đại ca thuyết phục nữa, thì ra là có ý đồ khác. Thôi được rồi, đừng nói nữa, trứng gà chín rồi nè, ăn trứng gà cho ấm trước đi, sau đó mới nói tiếp hả. Được hết sáu, mọi người ăn đi. Mỗi người một trứng nè, ăn cho ấm người. Đây, đây đại ca,
Nhà đại ca, ăn đi kẻo nguội. Ờ, cái này hả? Thì là tôi cô nương à, ta cao to phải ăn hai trứng, một trứng không có đủ. Ấy, Quỳnh cũng đã mập như vậy rồi còn muốn ăn hai trứng nữa. Gần đây nhà đại ca làm việc quá sức, Quỳnh coi Quỳnh ấy cũng ốm rồi, Quỳnh ấy phải bồi bổ. Cô thấy ta mập như vậy cho nên đói nhanh hơn người ta, ta phải ăn hai trứng. Nè Quỳnh, Quỳnh không được lấy. Cô chỉ nghĩ cho nhà đại ca thôi à. Ta không nghĩ cho ai hết, trứng đó là cho nhà đại ca bồi bổ. Ok cô này, ta không đói, để ăn đi. Vẫn là đại ca thương đệ hơn. Trước mắt thiết phụ đồ của quân Kim, nhưng mã mặc thiết giáp, lấy kỵ binh làm chủ, mà đội quân chúng ta lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh rất ít. Nếu đánh nhau thật, chúng ta nắm phần thắng chưa tới 3 phần. Muốn đánh thì đánh vào chỗ yếu trước, đánh phần mạnh trước thì khó thắng. Lão ngu đệ sẽ giết tên Hạ Kim Ô gì đó trước đã, như vậy thì được 5 phần thắng rồi, có đúng không đại ca? Đúng vậy, bắt giặc bắt Dương trước. Nhưng dù để đánh bại đội quân của Hạ Kim Ô, kim binh của Kim Ngột Thuật vẫn là khó tấn công. Chúng ta chỉ có tập trung binh lực tấn công vào trung quân của họ. Chỉ cần trung quân họ đồng đậy thì những đội quân khác dễ đánh hơn nhiều. Vấn đề là... Vấn đề là gì? Vấn đề là đội quân của chúng ta vừa đánh xong Tị Thủy, Tạc Thành, Thiền Châu, đánh liên tiếp mấy trận, các tướng sĩ không chết thì bị thương, triều đình lại không chịu phái viện binh. À, chuyện này cũng dễ thôi. Bây giờ Trung Nghĩa Xã chúng ta có thể nói là ngày càng hùng mạnh. Riêng ở vùng Hà Đông, Hà Tây thì xã chúng đã có hơn 37.000 người rồi. Mà Lương Hưng tôi tự cho rằng mình không có tài thống lĩnh quân. Khi Tông Soái còn sống, Trung Nghĩa Xã chúng ta tất cả đều nghe theo lệnh của Tông Soái. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hành tung sinh tồn của Trung Nghĩa Xã chúng ta không còn dính líu gì với những người trong lưu phủ Biện Kinh nữa. Tại hạ vẫn là hy vọng nhà đại ca có thể lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, kiêm đảm đương chức minh chủ của Trung Nghĩa Xã này. Cũng được, như vậy được. Ta là người đầu tiên tán thành đó. Tất nhiên đúng rồi, chúng tôi tán thành. Chúng tôi tán thành. Như vậy tuy tốt, nhưng mà cần phải tính kế lâu dài. Trừ đại ca, Quynh lo xa cũng là đúng, nhưng mà Trung Nghĩa Xã chúng ta đâu phải là bọn thổ phỉ gì, nói gì là tính kế lâu dài hả? Đây, đa tạ Lương Tiểu Ca và chúng vị nghĩa sĩ, còn có ý tốt của tố cô nương. Hai nơi Hà Đông và Hà Bắc, Yến Dân thập lục châu, cộng thêm vào khu Thái Hành Sơn, nơi xa xôi vạn lý này, một mình Nhạc Phi quả thật không thể gánh vác nổi. Cho nên chức minh chủ này Nhạc Phi không thể đảm nhận được. Nhưng mà ta có chủ ý riêng, chỉ bằng tất cả chúng ta phối hợp cùng căm thù kẻ địch, thành lập một quân dân đại đồng minh, cùng nhau xả thân cho Giang Sơn xã tắc của nước Tống chúng ta, không biết có được không? Quân dân đại đồng minh. Được. Tóm lại, bắt đầu từ hôm nay, Trung Nghĩa Xã chúng ta sẽ nghe theo lệnh của Nhạc Phi huynh. Được. Nghe lời nhà đại ca. Hôm nay Lương Hưng vô cùng hân hạnh có thể kết bằng hữu như nhà đại ca, còn có chúng vị tráng sĩ. Nè, cũng như nhà đại ca nói, vì Giang Sơn xã tắc, cạn. Vì Giang Sơn xã tắc của nước Tống, cạn. Đại ca, Dân Quý cũng đã được điều về đây rồi, chúng ta có thể ứng chiến mọi lúc. Người nhà của ta. Yên tâm, Nhạc Mẫu và con Quynh đã sắp xếp hết rồi.
Chỉ là tổ tổ và An Nương. Qua nhiều ngày rồi vẫn không có tin gì. Đại ca yên tâm đi, để ra viết một lá thư. Nếu tẩu về rồi nhất định sẽ nhìn thấy. Hy vọng là gì? Phụ thân con ở Biện Kinh, kêu chúng ta tới đó tìm người. Chúng ta hãy mau đi đi mẹ. Cẩn thận. Kiểm tra tỉ mỉ, cần trái nào cũng phải nổ hết. Rõ. Này nhìn xem quả này. Trái này không có vấn đề. Các người coi chừng đây nha. Rõ. Hai người giúp họ khiêng mấy cái này qua bên đó đi. Nhanh lên. Dạ khiêng liền. Các người đang làm gì ở đây? Đang chuẩn bị pháo. Miệng pháo phải nhắm vào bờ bắc sao? Đúng vậy, chính là nhắm bắn vào kinh bờ bắc. Nếu không làm sao phá đê được đây? Sao huynh tới bến cảng Hoàng Hà mà không nói với quan chỉ huy kinh bắc tiếng nào vậy hả? Lần này huynh để phát tài rồi, để dàn xếp đội nghìn đón huynh. Phát tài? Huynh coi, mỗi một khẩu pháo phải quy định bắn 30 phát. Pháo đạn này bán ra ngoài cũng đáng 2 lượng bạc. Nếu như mỗi khẩu pháo đỡ được 5 phát đạn, vậy tức là 10 lượng. Tính ra vậy thì quan chỉ huy kinh bắc như đệ tối thiểu cũng chỉ được 500 lượng đó. Tới lúc đó phát tài rồi, nhất định không quên các huynh đệ đâu. Bộ giáp mới hả? Đúng vậy. Quỳnh coi cách may nè. Mắc lắm có phải? Cũng không mắc lắm. Đại ca, nếu biết đệ là một tên khốn như vậy thế Hoàng Lan Thanh nên để rắn độc cắn chết đệ đi. Đại ca, đại ca, đây cũng là bất đắc dĩ, phải nghe mệnh lệnh cấp trên thôi. Cấp trên ra lệnh chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm cái đó. Ngân lượng này là trương dụng để không kiếm thì cũng có người khác kiếm. Nói lời ngông cuồng, để quên đó là quê hương của đệ rồi sao? Để muốn phát tài tới điên rồi hả? Trương Dũng, Nhạc Phi, Quỳnh còn đánh nữa tôi trở mặt với Quỳnh đó. Quỳnh, Trương Dũng, rốt cuộc Quỳnh bị gì vậy? Tại sao đại ca vừa đi là Quỳnh chứng nào tật nấy? Chứng nào tật nấy? Mấy Quỳnh ra vẻ như là không cần vậy. Các Quỳnh hãy nghe Trương Dũng tôi nói một câu đi. Nhạc Phi người ta là có ý định tận trung báo quốc, mấy người các Quỳnh hùa theo làm gì hả? Nếu như một ngày nào đó Nhạc Phi bước lên đoạn đầu đài, mấy người các Quỳnh sẽ thế nào? Cũng bị chặt đầu theo phải không? Trương Dũng tôi không có vấn đề, người có vấn đề là Quỳnh đó. Im miệng, còn nói nữa ta không khách sáo đâu. Ta nói cho đệ biết Trương Dũng, ta không cần biết đệ chỉ huy thế nào. Bây giờ ta lấy thân phận người Thang Âm cảnh cáo đệ, nếu không có mệnh lệnh tấn công cuối cùng của Lưu Thủ Sử thì đệ không được bắn một phát pháo nào hết. Nếu đệ cả gan dám vì lệnh phát pháo mà nhất định phải bắn, ta sẽ lấy đầu của đệ đi tế tổ. Hãy tự lo liệu lấy thân đi. Chưa. Nào nhanh lên đi, nhanh lên. Mau ăn đi. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Có ngon không? Dạ ngon mẹ. Dạ ngon. Ngon thì con hãy ăn nhiều vào chút.
Đại nhân, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không biết là khi đang trực không được thăm viếng sao? Đại nhân, tôi sai rồi, lần sau không dám nữa. Vị đại nhân này là lỗi của tôi. Tôi biết nó ngã bệnh rồi nên khăng khăng tới đây thăm nó, không liên quan tới nó. Tôi về ngay đây, về ngay đây. Mẹ, hả? Mẹ mau về đi. Con à, nhớ chăm sóc bản thân nha. Bây giờ mẹ về thang âm đây, nhớ chăm sóc mình đó. Đại nương, bà vừa mới nói bà về đâu hả? Hồi đại nhân, tôi phải về quê nhà thang âm bờ Bắc. Hay là bà đừng về đó, ta cho phép bà tối hôm nay ngủ lại trong quân doanh. Đã tạ đại nhân, nhưng mà không được, đứa cháu của tôi nó đang bị sốt, còn con dâu thì chiến loạn nhiều năm mà sợ tới phát điên. Tôi phải tranh thủ về đó chăm sóc tụi nó. Mẹ, mẹ nói chuyện này với đại nhân làm gì? Mau về nhà đi. Đại nương. Hả? Vậy đi, ta có một ít ngân lượng, bà cầm đi. Không được. Bà không cầm được đi đâu. Cầm về cho cháu bà khám bệnh. Đứa bé bị bệnh phải mời đại phu. Bà cầm đi. Cầm đại đi. Nhân, đa tạ ngài. Nhớ lại coi chừng. Dạ. Tiễn bá mẫu về đi. Đa tạ đại đa nhân. Đa tạ đại nhân. Đa tạ. Đa tạ đại nhân. Tướng quân, vừa nhận được tin tức Nhạc Phi đang triệu tập nhân thủ chuẩn bị đánh một trận khốc liệt với chúng ta. Đúng là không tự lượng sức mình. Cho dù chúng có 10 vạn người cũng không chống lại được một vạn thiết phụ đồ của chúng ta. Đám rùa rụt cổ ở phía đối diện không dám đối chiến với thiết phụ đồ của chúng ta ở chính diện, cho nên ở đối diện bờ sông bày bố ra pháo trận, mục đích là ngăn chặn thiết phụ đồ của chúng ta qua sông. Ta nghĩ một khi trận chiến này bắt đầu, e là sẽ bất lợi với chúng ta đây. Bày trận pháo thì đã sao chứ, chúng ta qua sông trước, đánh chúng trở tay không kịp, Biện Kinh này sớm muộn cũng sẽ thuộc về tay của ta. Đổ soái, Nhạc Phi đó triệu tập Trung Nghĩa xã mấy vạn nhân mã, như là chuẩn bị một mất một còn với Kim Ngột Thuật. Trận đánh này, ngài thấy rốt cuộc chúng ta có nên xuất binh diện trợ không? Nhạc Phi luôn bộc lộ tài năng, lần này ta phải thử xem hắn có ba đầu sáu tay gì có thể đánh với giặc Kim đây. Lần này khác đổ soái, hình như Trung Nghĩa xã đều nghe theo sự chỉ huy của Nhạc Phi. Khi ở Tị Thủy Quan, sức mạnh của Nhạc Phi chúng ta ai ai cũng biết. Tiểu tử này một khi ra chiến trường rồi, tại hạ lo là nếu như giao chiến, lỡ như để hắn thật sự thắng trận thì chúng ta sẽ khó mà ăn nói với bên đó. Vấn đề là tới lúc đó đổ soái ngài vô duyên vô cớ bị liên lụy. Tên Nhạc Phi này lúc nào cũng chống đối lại ta. Đổ soái, ngài thật sự không định phá đê Hoàng Hà sao? Người cảm thấy trận đánh này của Nhạc Phi có thể thắng được à? Hả? Nhanh lên, cài chắc vô. Nhanh lên, tháo dỡ rồi khiêng pháo đài xuống. Rõ. Trương Dũng, người làm gì vậy? Đổ soái năm lần bảy lượt lệnh người bắn pháo, tại sao tới giờ chưa có động tĩnh gì hết? Dương tướng quân, chúng ta không phải nói trước rồi sao? Chúng ta không phải buôn bán à? Bây giờ vẫn chưa có đủ con số ngân lượng, sao Đỗ tướng quân bắt đầu nuốt lời rồi? Ngươi đừng có nói nhảm nữa. Tất cả hãy nghe rõ đi, để pháo ngay ngắn, chuẩn bị bắn pháo. Các quân đệ, đứng yên tại chỗ. Đây là chỗ của tôi. Các quân đệ, tuyệt đối không được bắn pháo. Cái quân đệ bắn không phải là pháo, mà là tính mạng của người dân ở bờ Bắc chúng ta. Tiếp tục cất pháo vào. Dạ. Dạ. Trương Dũng, hôm nay coi như người giỏi,
Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, hãy chờ đó. Đi. Tử, sao rồi, có sao không? Không sao, xong hết rồi. Đi, lên ngựa. Chà. Đây, Nhạc Phi đâu? Đang ở trong quân doanh thảo luận bố trí tác chiến ngày mai. Dẫn đường đi. Dạ, mời tướng quân. Nhạc đại ca, Đỗ Soái tới rồi. Đỗ Soái đường xa tới đây, mặt tướng không kịp nghênh đón, thất lễ rồi. Lão phu không dám nhận. Đỗ Soái nói gì, không biết là có ý gì đây. Ta hỏi ngươi, Trương Dụng đang ở đâu hả? Trương Dụng? Trương Dụng không phải dưới trướng ngài, làm quan chỉ huy Kinh Bắc rồi sao? Trương Dụng thường là quan chỉ huy trận pháo Kinh Bắc, không tuân thủ mệnh lệnh bỏ chạy giữa chừng, còn đã thương Dương phó tướng, tự ý bỏ lệnh cờ xuống, giống như phản nghịch, tội này phải trảm. Chuyện này Nhạc Phi không hề hay biết. Ngươi là không biết hay là biết mà không báo hả? Xin Đỗ Soái minh xét cho, Nhạc Phi thật sự không hay biết chuyện này. Được, ta chỉ tin ngươi lần này. Nhưng mà Trương Dụng là người ngươi tiến cử, ngươi cũng không thoát được liên can. Ngươi nghe cho kỹ đi, ta lệnh cho ngươi bây giờ lập tức bắt Trương Dụng về đây cho ta. Bây giờ quân tình cấp bách, đôi bên có thể xuất binh thêm bất kỳ lúc nào. Nếu như bây giờ tùy tiện bỏ đi như vậy, rất có thể lại cho quân Kim thêm một cơ hội chuyển bại thành thắng. Chính vì ta sợ hắn làm nội gián cho nên mới phái ngươi đi. Bởi vì hắn là người của ngươi, làm như vậy là ổn nhất. Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng nhất định sẽ trở về trước khi trời sáng. Mong rằng chuyện Đỗ Soái hứa với Mạc tướng, đừng nuốt lời là được. Nhạc đại ca, để nghe binh sĩ ở đài pháo trên bờ nói, hôm nay Trương Dụng vì ngăn cản Dương Thiếp hạ lệnh phá đê Hoàng Hà, hai người họ đã có xung đột với nhau. Để lo Đỗ Soái chính là vì việc này nên mới truy bắt Trương Dụng. Ê, theo đệ thấy đúng là không ngờ tới tiểu tử Trương Dụng này được lắm à. Nhạc đại ca, không uổng công huynh có tình có nghĩa cho huynh ấy, có đúng không các huynh đệ? Nhưng mà vào lúc này ông ta ra lệnh truy bắt Trương Dụng, để sợ ông ta sẽ nuốt lời. Nếu như mà Đỗ Soái dám nuốt lời, xem tính mạng của lão bá tánh là cỏ rác, thì Nhạc Phi ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Không chậm trễ nữa, hai đệ theo ta. Dạ. Dạ. Đỗ Soái, tôi đã cử người đi rồi. Chỉ cần Trương Dụng và Nhạc Phi vừa xuất hiện sẽ lập tức ra tay ngay. Cho dù Nhạc Phi có mọc thêm cánh, thì cho dù tới lúc trời sáng cũng không kịp quay trở về đâu. Vẫn phải cẩn thận tốt hơn. Ngươi tự mình đi một chuyến đi. Dạ. Trương Dụng mình xưa nay chỉ biết tiền không nhận người, lần này xảy ra chuyện như vậy,
Đỗ Xuân nhất định không tha cho mình. Chỉ cần ra khỏi thành an toàn. Nhạc Phi, lần này đệ đã trả ân tình lại cho huynh rồi. Chà. Kẻ nào? Chạy! Đứng lại! Đứng lại! Đuổi theo! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Bắn tên! Ôi Thi Mã! Dừng tay, dừng tay hết cho ta, dừng tay. Đủ sẽ đã ra lệnh, phải bắt sống. Em đỡ quân cơ đại sự các người có gánh giác đúng không? Đưa lại. Tiểu tử, thủy, để cả sẽ đặt tên cứu đệ, để bắt lấy ta. Đứng dậy. Đi. Không được qua đây, lùi lại. Không được qua đây. Lùi xuống, tất cả lùi xuống. Hãy ép ta lên ngựa đi, ở bên kia kìa. Không được qua đây. Đi, đi thôi. Có thể chịu được mà. Ôi Thi Mã. Trương ca, muội không sao đâu. Thật đó, muội đừng lo. Đừng nói nữa, cố gắng lên. Ê, Trương Dũng, Quang Bình tới rồi, hai người mau đi đi. Còn quân tính sao đây? Ta làm thế nào hả? Quay về tính tiếp. Không được, như vậy bọn họ sẽ nghi ngờ. Ê, đừng có lo cho ta, hai người mau đi đi. Hay là vậy đi. Ừ. Đầu óc tiểu tử ngươi cũng thông minh đó. Vậy hai người định đi đâu? Để nghe nói Lưu Sơn có một vị danh đi để đưa Âu Thi Mã qua đó trị thương. Nhớ kỹ, chuyện của Đỗ Xuân đợi để quay lại nhất định trả thù. Dương Trung Quân. Ê, Dương Trung Quân mau tới cứu tôi. Ê. Dương tướng quân, ông tới thì tốt rồi. Trương Dũng đâu? Tên tiểu tặc đó đúng là võ công cao cường, tôi đánh không lại liền bị hắn trói ở đây. Ông coi. Ê, Dương tướng quân, ông cởi trói cho tôi đi chứ. Chúng ta đi. Cởi trói cho hắn ta. Rõ. Thương quân, đội quân thiết phụ đồ đã chuẩn bị xong. Xuất phát.
Đức Thế Tử, quân tống phía trước chưa tới một dạng. Binh lực của Nhạc Phi chưa tới một dạng, đã định ngăn ta sang sông. Hôm nay ta sẽ cho hắn ta biết quy lực của Thiết Phù Đồ. Để chúng ta diệt bọn chúng. Lên. Dạ. Quân Kim 10 vạn nhân mã, quân ta chưa tới 1 vạn. Kim Ngột Thuật nhất định sẽ khinh địch. Thiết Phù Đồ mặc dù uy lực cực lớn, khó mà đâm xuyên, nhưng cũng có một nhược điểm, chính là quá nặng nề. Chúng ta dùng cách đánh luân phiên, tiêu hao sức lực và tinh thần của địch, chắc để đánh một lúc rồi rút quân, đừng tốn sức với chúng. Ta muốn dụ Kim Ngột Thuật ra mặt, bắt hắn sáp lá cà với ta. Ngưu Cao, có để lên trước. Được, xem để có thể diệt bao nhiêu tên Mang Di phương Bắc. Lão Ngưu, đưa cho đệ vài tên. Được. Cho. 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 Tứ Thái Tử, Thiết Phù Đồ nghe lệnh, giết sạch tất cả, quân tống cho ta. Tướng lệnh. Đi. Chờ. Lão quân đệ, giết cho ta. Chờ. Chờ. Phổ Khánh, các quân đệ, tất cả xông lên.
Đệ, tới lượt chúng ta rồi. Sống lên. Giết. Ê, Phó Khánh, sao rồi hả? Bị thương nặng không? Không sao, vết thương nhẹ thôi. Nhẹ tay một chút. Lão Ngư, mình nhớ cẩn thận đó. Thiết giáp của bọn chúng không đâm xuyên qua được. Ê, lúc nãy ta cũng nhìn thấy rồi. Quỳnh yên tâm đi, ta biết phải đánh sao rồi. Dương Quý. Các huynh đệ, giết cho ta. Các huynh đệ, lấy lại tinh thần, quay lại giết chúng. Dạ. Chúng ta quay lại, đánh một lúc nữa. Cho. Chút nữa là xong rồi. Quỳnh đệ ráng chịu chút nha. Cố lên, không sao. Không sao rồi. Ráng chịu chút nha. Ráng chịu hả? Không sao đâu. Quỳnh đệ. Ráng chịu Quỳnh đệ. Vết thương ngoài da này, đối với Nhạc Gia Quân chúng ta mà nói không là gì hết. Mọi người cố gắng lên. Dương tướng quân, thiết phù độ của chúng ngay cả đao và tên đều không xuyên thủng, chúng ta phải làm sao đây? Các quân đệ, lên ngựa. Các quân đệ, theo tôi quay lại lần nữa. Cha.
Đức Thế Tử, Nhạc Phi dùng cách đánh Luân Phiên, chúng ta sắp không trụ nổi rồi. Để ta xem bọn chúng còn đủ bao nhiêu người nữa. Sống lên hết cho ta. Hoàng Hà. Hả? Đổ xoay, không thể phá được. Im đi. Đổ xoay, đổ xoay. Nhạc tướng quân thắng lợi trong tay, chúng ta không thể phá đâu. Đổ xoay kêu các ngươi làm thì cứ việc làm đi. Các huynh đệ, Hoàng Hà này không thể quyết được. Đối diện đều là người thân của chúng tôi. Đổ xoay, tôi cầu xin ngài mà. Khang lệnh chém. Còn các ngươi kẻ nào còn dám kháng lệnh nữa? Chậm lửa.
Rút mà Đông Huỳnh Đệ, quả hà tới rồi, rút. Rút. Đệ ca, nước, nước tới rồi kìa. Đông Huỳnh Đệ, rút, rút. Nước Hoàng Hà cuồn cuộn, khiến dân hai bờ nhà mất người dông. Mấy chục vạn người đều mất mạng trong trận này. Mấy chục vạn người lưu lạc ly tán. Là ai? Ai ra lệnh phá Hoàng Hà? Ta muốn mạng của hắn. Tư thầy tử, người phá Hoàng Hà chính là tướng trấn giữ Biện Kinh Đỗ Sung. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào mình hắn nhất định không thể quyết định được đâu. Chắc chắn hắn nhận được chỉ thị của triều đình, cũng chính là kẻ nặng tội nhất, đó chính là hoàng đế Đại Tống. Được, lần sau ta sẽ cử người đi giết hắn. Tư thế tử ngu dẫn, thuộc hạ cho rằng việc khẩn cấp hơn là nhanh chóng kiểm tra tổn thất, sớm ngày chiêu mộ thêm quân binh. Thiếu phụ đầu mất bao nhiêu người? Tư thế tử à? Mất bao nhiêu người? Bây giờ vẫn chưa biết rõ được tổng số cụ thể. Truyền lệnh của ta xuống, mau chóng kiểm tra, tiếp tục chiêu quân. Tư thế tử, tôi nghĩ chúng ta có thể tạm quản Nam Hạ hay không? Tạm quản Nam Hạ? Chỉ mỗi nước Hoàng Hà mà muốn ngăn cản Thiết Đệ Đại Kim ta sao? Truyền lệnh ta xuống, mau chóng chuẩn bị, ta muốn giết tên cẩu hoàng đế đó. Hoàng đế Đại Tống đã ngăn cản quân đội của ta mà không tiếc cho dở đây sông Hoàng Hà. Việc này đã khiến cho dân chúng phẫn nộ phỉ nhổ. Người dân sau khi bị phản bội trong lòng đã có thay đổi. Theo như hạ thần thấy, bây giờ xuất binh sẽ rất có lợi cho ta. Nhưng mà sau khi phá Hoàng Hà, muốn vượt qua được con sông này là chuyện vô cùng khó khăn đó. Hạ lệnh, mau chóng chuẩn bị thuyền bè, chúng ta đi về hướng đông, xuôi theo Nam Hạ.